Vâng, xin chào quý vị và các bạn đã đến với kênh YouTube của Trung tâm Bảo hành Điện tử Thái Bình. Với video clip ngày hôm nay thì mình sẽ cùng các bạn đi tìm hiểu một con TV Asano các bạn ạ. Một sản phẩm rẻ tiền. Con này model 48 in D1B chữ T các bạn. Thì cái dòng sản phẩm rẻ tiền này thì hôm nay mình đang mở nắp ra đây các bạn này. Thì mình sẽ cùng các bạn đi phân tích những cái dòng sản phẩm rẻ tiền này thì có nên mua hay không, và nó thiết kế ở bên trong thì như thế nào các bạn. Vâng, đây là những cái rắc tín hiệu đấy các bạn. Mở những cái rắc này ra thì các bạn đã thấy là người ta sẽ truyền dẫn những cái rắc tín hiệu này, rắc ra loa này thì bằng những cái cuộn băng, những cái băng dính người ta dán ở sườn máy như thế này thì nhìn nó cũng đã rất là không chuyên nghiệp được, đúng không các bạn. Vâng, và đôi loa, hai đôi loa rất là nhỏ bé, 8 ohm này, con này 8 ohm 10W, và nó sẽ nằm hai bên máy, hai bên sườn máy các bạn, hai đôi loa và những cái rắc rất là nằng nhằng các bạn. Rồi, những cái rắc này, rắc tín hiệu này, đây mình để cái rắc máy xúc dưới đất này mà hãng còn dây, một đoạn dây rất là dài các bạn, và nó chỉ có cái bộ phận mắt nhận đây, bộ phận mắt nhận. Mình sẽ mở cái bộ phận mắt nhận này ra thì để xem cái dòng TV này, dòng TV Asano này thì nhà thiết kế như thế nào. Thì các bạn xem này, rất đơn giản đúng không các bạn. Một con điện trở và một tụ, một cái bóng đèn led báo và một cái mắt nhận, không khác gì một cái mắt nhận của cái con TV màn hình dày ngày xưa các bạn, không sai một chút nào. Chính công nghệ của nó đây các bạn. Đấy, cực kỳ đơn giản các bạn nhé. Đấy, đây bây giờ mình sẽ bỏ này ra và mình giới thiệu với các bạn. Thông thường thì khi mình mở những hãng sản phẩm mà thương hiệu ra thì các bạn sẽ thấy hai bên cạnh là có hai cái bo rất là to, một bo chính và một bo nguồn, nó sẽ tách riêng biệt. Nhưng những cái con TV của hãng Asano này thì các bạn xem này, thứ nhất là nhà phân phối là Vietronic các bạn, Vietronic. Nhưng mà khi mà các bạn check ở trên mạng thì check từ cái model của con này nó cũng không thấy, mình cũng không tìm thấy từ cái model, và dẫn đến hiện tượng là khi mà các bạn trong quá trình các bạn mới mua, các bạn bảo hành thì các bạn không biết là bảo hành ở đâu. Và chính bản thân mình cũng đang tìm hiểu là cái trạm Vietronic bảo hành ở ngay cái thành phố Thái Bình, mình cũng không thấy, mình cũng chưa biết được là bên nào người ta nhận bảo hành với cái sản phẩm này. Và bây giờ mình sẽ đi tiếp vào trong. Thiết kế thì các bạn xem, một con TV 48 inch rất là to, nhưng mà thiết kế chỉ có mỗi cái bo rất là bé, nằm ở bên sườn, nằm riêng biệt đây như thế này. Và một cái bo và cái bộ phận nguồn đấy các bạn này, nguồn của TV đấy, nhỏ gọn. Nguồn này tích hợp cao áp màn hình đây đấy. Bộ phận nguồn rất là đơn giản, thiết kế đơn giản, rất đơn giản. Và một con chip vi xử lý đấy các bạn, chip vi xử lý. Rồi sau đó hai rắc rất là bé và cấp nguồn cho nét màn hình đây các bạn này, hai rắc nét màn hình này. Người ta thiết kế tương đối là sơ sài và chất lượng thì những con như thế này, TV như thế này thì đương nhiên nó rẻ tiền thì không lấy đâu ra chất lượng, chất lượng về hình ảnh thì mình chắc chắn là nó không thể đẹp bằng những sản phẩm thương hiệu như TV Sony, Samsung hoặc là LG, Panasonic. Nhưng mà về tuổi thọ của những dòng TV rẻ tiền như thế này thì mình nghĩ rằng là tuổi thọ thì người ta bảo hành, cũng dám bảo hành cho các bạn là 2 năm đấy các bạn. Chính vì vậy mà nó rẻ tiền nhưng mà nó vẫn được, người ta vẫn đứng ra người ta hỗ trợ cho các bạn bảo hành 2 năm. Còn trong quá trình mình sửa chữa thì những cái sản phẩm mà nó tích hợp chung một mảng như thế này thì rất hay bị lỗi vặt ở những cái bo vỉ như thế này. Bởi vì cái bo vỉ như thế này trong quá trình sử dụng chạy nó mạch nó nóng, mạch công suất thứ nhất là nhà ta thiết kế nhỏ gọn quá, thì một con linh kiện nó phụ thuộc vào, nó phải làm việc gấp 2 gấp 3 với con linh kiện khác so với những sản phẩm của hãng Sony, Samsung hoặc là một số hãng thương hiệu. Người ta thiết kế một cái bo nguồn riêng và nhìn bố trí rất là nhiều linh kiện các bạn ạ. Đây mình ví dụ với các bạn,
mình sẽ lấy một cái bo nguồn của một cái dòng TV Sony chẳng hạn. Đây các bạn này, đây là một bo nguồn của con TV 32 inch thôi các bạn nhé. Nó đã rất là to và nó bố trí rất là nhiều linh kiện, thì nó sẽ phải khác, nó phải khác so với một cái dòng sản phẩm rẻ tiền mà được bố trí rất là nhỏ gọn vào một số mà những con linh kiện như thế này, rất là cực nhỏ gọn, cực bé các bạn ạ. Chính vì vậy mà dẫn đến là cái giá thành khi một cách bên sản phẩm bên này là Vietronic người ta bán ra thì cái giá thành nó sẽ rất là rẻ. Đấy, bên nhà phân phối người ta bán ra cho bên siêu thị đã rẻ như thế nào rồi thì bên siêu thị người ta bán rẻ hơn nữa, thì chứng tỏ cái giá thành của một con TV này mà bên Vietronic người ta lắp ráp và người ta bán cho nhà phân phối thì nó còn rẻ như thế nào. Và cái bo này thì mình là mắt thợ mình sẽ nhìn được, mình chắc chắn là mình sẽ biết được là cái bo này nhá, nó không thiết kế để sản xuất, có nghĩa là nó không thiết kế để nó sản xuất cho từng bo đen, và nó thiết kế một bo vỉ này, người ta thiết kế một bo vỉ này, người ta đặt một cái bo vỉ này của bên Trung Quốc người ta thiết kế thì nó sẽ cắm được rất là nhiều mô đen. Bởi vì sao? Cái giác màn hình các bạn này, đấy, cái giác màn hình này thì người ta thiết kế thừa rất là nhiều chân, các bạn xem ạ, đấy, thừa rất là nhiều chân, đây mình đấy, thừa rất là nhiều chân. Và chính vì vậy mà cái này thì thợ thì bọn mình sẽ biết được, đây rất là nhiều chân như thế này, thì khi mà mô đen ví dụ con 48 này thì cái vị trí chân này người ta cắm chỗ này, và con ví dụ như 50 hoặc là 32 hoặc 43 hạn thì người ta cắm ở vị trí chân khác nhau. Đấy các bạn. Và các bạn để chú ý hộ tôi này. Cái giác tín hiệu lên nó là một cộng màu đen rất là nhiều. Và đây nó sẽ là một cái chuyển đổi này, cáp chuyển đổi. Đấy, cáp chuyển đổi các bạn này. Cái cáp chuyển đổi đưa lên T-com màn hình, và đây là màu xanh. Cái cáp chuyển đổi này. Cái cáp chuyển đổi này thì nó sẽ chuyển đổi được rất là nhiều cái màu đen khác nhau để nó tích hợp được với những cái sản phẩm model khác nhau, thì mình nghĩ là đây là chính là cái nguyên nhân để cái giá thành nó sẽ rẻ hơn, bởi vì người ta sẽ đặt sản xuất chỉ một cái bo này thôi này, chỉ một cái bo này, sau đấy người ta sẽ sản xuất những cái mã điển hình khác nhau để nó ra được số cái model khác nhau, sau đấy người ta ráp, người ta lắp ráp vào và người ta bán lại thị trường, thì cái chi phí và đầu tư vào cái sản phẩm này một mẫu khuôn như thế này thì nó đã rẻ hơn rất là nhiều rồi các bạn ạ. Đấy thì chính là cái về cái công nghệ của người ta. Và cái màn hình này thì các bạn xem, thì thiết kế thì không có minh chặn bảo vệ các bạn. Nguyên tắc mà nói thì tất cả các dòng TV đắt tiền thì nó sẽ có một cái chassis như thế này, và nó bảo vệ rất là tốt. Đấy, thường nó sẽ làm như thế và các bạn sẽ vặn những con ốc ở đây. Nhưng mà cái này, cái con TV rẻ tiền này thì người ta không cần luôn, bảo vệ luôn, và nó để rất là chống như thế này các bạn. Đấy, chính vì vậy mà cái giá cả thì nó cũng rất là rẻ. Nó rẻ không đúng rồi các bạn ạ. Nhưng mà theo cá nhân mình nghĩ thì những dạng sản phẩm rẻ tiền thì đương nhiên là cái chất lượng hình ảnh của nó thì chắc chắn nó không bao giờ nó được đẹp rồi. Nó được đẹp và nó như những sản phẩm đắt tiền về chất lượng hình ảnh, nhưng mà về giá cả thị trường nó tương đối rẻ, cho nên là nó đánh được vào tâm lý các bạn tiêu dùng, mọi người tiêu dùng, và các bạn mà có thu nhập thấp, không phải là Việt Nam mình, thì dân Việt Nam mình cũng chỉ là một đất nước đang phát triển, cho nên là còn rất là nhiều người khó khăn. Chính vì vậy và những cái sản phẩm của bên Vietronic này người ta bán ra thị trường thì cũng đương nhiên là không nhiều, nhưng mà mình thấy là người ta bán cũng rất là tốt so với những các bạn mà không có đủ điều kiện bỏ ra chục triệu để mua những cái sản phẩm TV đắt tiền của các một số các hãng khác như Sony, Samsung, LG mà Toshiba và Panasonic, thì những cái sản phẩm đấy của người ta thì người ta sẽ bán đắt hơn, và người ta sẽ rẻ bỏ ra một số tiền không phải là lớn mà người ta vẫn mua được con 48 in, người ta xem thì đấy, người ta bên Vietronic người ta đánh giá được cái người ta sẽ đánh tâm lý được những người dân và có thu nhập thấp các bạn ạ. Đấy,
Thì hôm nay mình làm một cái video clip để giới thiệu với các bạn về cái tất cả các bộ phận bên trong đối với một con TV 48 in của Vietronic các bạn nhé. Thì các bạn hãy Asano chứ các bạn. Đúng rồi, Vietronic. Và con TV của hãng của TV Asano các bạn. Đấy. Thì hôm nay mình nhận được con TV này, mình sửa. Thì thông thường thì mình thấy những con TV của những hãng rẻ tiền mà người ta tích hợp trong này thì toàn lỗi vặt thôi. Mà khi mà nó hỏng nhiều con, khi mà nó hỏng bộ phận nguồn ấy thì rất là khó sửa các bạn ạ. Thứ nhất là cái nguồn của nó là nguồn hai lớp. Và cái linh kiện của người ta thiết kế thì toàn những con linh kiện nó bé bằng cái đầu tăm ấy các bạn. Những con IC dao động nó bé, thường là không có bán trên thị trường. Đấy, chính vì vậy mà thứ hai nó không thông dụng nữa. Cho nên là lấy linh kiện từ con này để tận dụng sửa sang con kia thì tương đối là khó. Đấy. Chính vì vậy mà nó có rất là những dòng TV rẻ tiền thì nó cũng có nhiều điểm được nhưng mà cũng có nhiều điểm yếu so với cái dòng TV đắt tiền bây giờ. Nó sẽ thông dụng hơn và sửa chữa nó cũng sẽ dễ hơn. Đấy. Thì hôm nay tôi làm một cái video clip hướng dẫn các bạn một cách khám phá một con TV rẻ tiền. Thì các bạn xem những video này của tôi cũng như cái video giới thiệu sản phẩm rẻ tiền này thì các bạn đã từng dùng thì các bạn hãy đóng góp hộ tôi về đánh giá cái sản phẩm của những hãng TV rẻ tiền như thế này các bạn nhé. Vậy hôm nay tôi xin tạm dừng video clip tại đây. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở video lần sau.